Chương 3. Phần 3. Tay trợ lý thị trưởng ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Khang Kiếm, Hạ Cố lấy một cô y tá vô danh, không phải là bị tình yêu làm cho lú lẫn, mà là đã thần trọng lựa chọn sao? Trong đầu Lục Địch Phi hiện lên một dấu hỏi. Anh Lục, tôi biết anh quan tâm tôi, tuy nhiên không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu của anh. Sếp nhà tôi hơi lành trong chuyện tình cảm, không được phong lưu như anh Lục. Yêu cầu của tôi đối với anh ấy không cao. À, cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích. Nói nhỏ với anh nhé, tôi từng này tuổi rồi mà chưa từng chơi búp bê đâu. Bạn Nhạn cười rạng rỡ, uống một hơi hết ly nước trái cây rồi đứng dậy. Cô nhóc, em không thích lời đề nghị của anh. Bạn Nhạn nhíu mày, nhìn thẳng anh ta. Tôi không thích trở thành quân cờ trong tay người khác. Anh Lục, anh muốn thắng sếp nhà tôi, hoàn toàn có thể xuất chiêu với anh ấy. Nhưng đừng kéo tôi vào cổ vũ. Cô nhóc, thật sự em vẫn còn quá trẻ. Em tưởng rằng anh muốn em làm quân cờ sao? Em nhầm rồi. Anh đang cho em một cơ hội bảo vệ chính mình. Lần này em không sao, nhưng anh có thể cho em trước một đáp án. Hơn 20 năm trước, ông Khang Vân Lâm đã từng bị điều xuống làm chủ tịch huyện Vân, và ở đó 2 năm. Lục Địch Phi chậm rãi nói, như vậy có thể khiến Bạch Nhàn nghe không sót một chữ. Hai tay Bạch Nhàn đang ôm chú gấu Teddy bỗng run lên, không biểu lộ gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lục Địch Phi ngẫm nghĩ nhún vai, để anh đưa em về. Tôi còn phải vào siêu thị mua đồ ăn, từ tôi bắt xe được rồi. Bạch Nhàn nâng niu chiếc hộp giấy, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào hai chú gấu. Cô cảm ơn mấy lần, rồi mới mỉm cười bước ra khỏi quán bar. Nắng chiều vẫn còn gay gắt, nhiệt độ càng lúc càng cao. Đi vài bước, người đã ra đầy mồ hôi. Bạch Nhạn không bắt xe, mà gọi một chiếc xe ba bánh. Xe ba bánh cuộn bức màn che nắng lại, chạy men theo những bóng cây, gió mơn man trên mặt. Như thế này cảm thấy rất dễ chịu. Bạch Nhạn kéo xe dừng trước một cửa hàng đồ ăn vặt gần bệnh viện. Ông chủ và hai bác gái giúp việc đang chuẩn bị cho việc bán hàng buổi tối. Trong quán không có khách. Đợt nào ngán đồ ăn trong canteen bệnh viện, thỉnh thoảng Bạch Nhạn và Liễu Tinh lại đến đây thay đổi khẩu vị. Y tá Bạch, lâu lắm không thấy cháu đến đây. Một bác gái bước ra chào hỏi. Bạch Nhạn thoăn thoắt đi vào một căn phòng ở góc trong cùng. Cho cháu một ly kem đậu đỏ, cháu đợi bạn. Bác gái gật đầu, múc một bát kem đậu đỏ, tặng thêm một đĩa hạt dưa, chu đáo mở điều hòa, khép cửa phòng. Bạch Nhạn thở dài, nụ cười vẫn nở trên môi tắt dần. Cô cắn môi, trên mặt lộ vẻ khổ sở đè nén đến cùng cực. Cô rất ít khóc, khóc là biểu hiện cho sự bất lực, lại chẳng giải quyết được chuyện gì, tội gì phải ra vẻ đáng thương. Những người quen biết cô đều nói cô vô tâm vô tính, rất thích cười. Cười tốt hơn khóc, chẳng phải sao? Cô mở túi sách, run rẩy mở khóa chiếc ngăn bé xíu trong túi sách, lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay cuộn thành một cuộn dài, cô mở dần chiếc khăn ra. Một bông hồng gấp bằng giấy đỏ dần hiện ra trước mắt. Cô cầm bông hồng trên tay, thận trọng mở ra. Tiểu Nhạn, em không phải là đồ rẻ rách, không phải là đồ ly tinh, không phải là đứa con hoang. Em là cô bé tốt bụng, thánh thiện, xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Bên tai vang lên giọng nói rất nghiêm túc, chân thành của một cậu trai nhỏ ngây ngô. Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi. Anh nói, Tiểu Nhạn, bố mẹ không thể lựa chọn, nhưng chỉ cần bước đi vững chắc trên con đường của mình, em sẽ không khác gì những người khác, còn có thể giỏi hơn bọn họ. Anh nói, Tiểu Nhạn, em tự trọng thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ phát ra ánh sáng thuộc về riêng em, lấp lánh rực rỡ như vàng. Anh nói, Tiểu Nhạn, em đừng khóc. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, sẽ có người hiểu em, nhìn thấy điểm tốt của em, trân trọng em, bảo vệ em, yêu thương em,
Sống với bà bạn Mộ Mai bao nhiêu năm, cô đã nhạy cảm hơn, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Đã sớm biết quan sát sắc mặt và lời nói, phán đoán tâm tư người khác. Không cần Lục Địch Phi nhắc nhở, cô đã nhận ra vẻ khác thường của Khan Kiếm từ lâu. Người phụ nữ tóc dài từ trên trời rơi xuống hôm đám cưới, cú điện thoại và việc ăn ra ngoài ngay đêm tân hôn, chiếc giường xếp trong phòng làm việc. Hôm nay lại gặp anh kề vai áp má với một người phụ nữ đó. Khang Kiếm sau khi kết hôn và Khang Kiếm trước khi kết hôn thoáng chốc đã biến thành người khác. Hình như anh đang ruồng bỏ cô, xa cách cô, nhưng bên ngoài là nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân này. Cô không hiểu, trong lòng sếp Khang có người khác, sao lại còn lấy cô? Xem ra vị thiên tử như anh cũng chẳng kém cô những chuyện phiền muộn. Liễu Tinh nói, sếp Khang nhắm trúng ai, người đó chắc chắn sẽ đáp phi thuyền mà tới. Cũng không phải là anh thích đàn ông, cần tìm một người làm lá chắn. Thảo nào anh nói không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô, thật ra là căn bản không để ý tới cô. Hại cô âm ỉ vui sướng rõ lâu, tưởng rằng đã đợi được một người có thể lấy làm chồng. Người cô có thể lấy làm chồng, tấm lòng rộng mở, tính cách khoáng đạt, bao dung, chín chắn, chung thủy, hiểu cái tốt của cô, chấp nhận được người mẹ có cuộc sống như tuồng chèo của cô. Người đó tựa như ngọn núi, che chắn cô trước những lời đàm tiếu, cho cô một mái nhà không nhất thiết phải giàu có, nhưng lại ấm cúng, an toàn. Vì anh, cô giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, chịu đựng cô đơn, sống cô độc, mặc cho tuổi xuân vụt trôi. Em nghe lời anh, tự trọng, tự tôn, từng bước tiến về phía trước. Em rất cố gắng, nhưng tại sao kết quả không giống như anh nói? Tại sao? Tại sao? Cô nhìn bông hồng giấy, khóc không thành tiếng. Bông hồng giấy nằm lặng trong lòng bàn tay cô, âm thầm không nói. Cháu Bạch, người cháu đợi đã đến chưa? Đúng lúc này, bác gái phục vụ đẩy cửa phòng. À, có lẽ cô ấy không đến. Bác cho cháu một đĩa cơm rang tôm, thêm một bát canh. Bạch Nhạn luống cuống quay lưng lại. Bác phục vụ thấy giọng cô hơi nghẹn ngào, hơi sững người khép cửa lại. Bạch Nhạn lau nước mắt, cẩn thận gói bông hồng giấy lại, cất vào ngăn nhỏ trong túi sách. Mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện gì buồn tuổi, không chống đỡ được, cô mới cho phép mình nhìn bông hồng giấy này. Một bông hồng mãi mãi không bao giờ tàn úa. Một bông hồng không gì có thể thay thế được trong trái tim cô. Chất giấy không tốt lắm. Thời gian trôi qua, màu sắc đã phai đi nhiều. Cô không dám sờ nhiều, luôn giữ gìn cẩn thận. Cô không thể yếu đuối, không thể trốn tránh. Cô phải sống thật tốt. Bởi vì có một người, cho dù là ở nơi nào, dù cách xa cô bao nhiêu, vẫn luôn dõi theo cô. Nếu cô sống không tốt, người đó sẽ còn đau lòng hơn cô. Đóng túi sách lại, Bạch Nhạn bình tâm hơn một chút, lau sạch nước mắt. Lúc bác phục vụ bê cơm đến, trên mặt cô đã không còn dấu vết gì. Anh nói, Tiểu Nhạn, cho dù xảy ra chuyện lớn đến đâu, em cũng phải cố ăn cho no, ngủ cho ngon, như vậy mới có sức để đối mặt. Bạch Nhạn ăn từng miếng cơm lớn, uốn căn như một cái máy. Một số chuyện trước đây đã từng xảy ra, bây giờ đang xảy ra, tương lai có lẽ sẽ xảy ra. Khả năng của cô có hạn, không thể ngăn cản, không thể dự đoán. Vậy thì trước tiên đừng vội kết luận. Cứ từ từ xem sếp Khan diễn vở tuần nào, xem cho rõ, rồi cô sẽ viết đoạn kết. Bây giờ cứ coi như hồi còn nhỏ, cô và anh đang chơi trò vợ chồng. Có điều, nhân vật nam chính đổi thành sếp Khan. Ăn cơm xong ra tính tiền, bác phục vụ nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn, nghĩ vừa rồi chắc chắn mình đã hiểu lầm điều gì đó. 10 giờ hơn Khan Kiếm về nhà, không phải là quá muộn. Bạch Nhàn đã đi ngủ. Trên bàn ăn không có đĩa hoa quả đã rửa sạch.
bát chè đậu xanh mát lành hay bát canh bát hợp như mọi khi, đến nước sôi để nguội cũng không có. Khang Kiếm bực bội mở một chai nước khoáng, uống cho qua quýt đỡ khát rồi lên lầu. Trước khi vào phòng làm việc, anh như bị ma xuôi quỷ khiến, đẩy cửa phòng ngủ. Đoán không sai, lại quen tay khóa trái rồi. Về phòng làm việc nằm, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có chút gì không giống mọi khi. Lúc trưa gọi điện cho Bạch Nhạn, hình như cô vẫn còn rất ổn. Hôm sau tỉnh dậy, Bạch Nhạn đang phơi quần áo ngoài ban công. Nhìn áo lót, quần lót, áo ngủ cực nhiều màu sắc sặc sỡ trên dây phơi, Khang Kiếm ý thức được thật sự đã có một người phụ nữ bước vào cuộc sống của mình. Chào sếp. Phơi quần áo xong, Bạch Nhạn nhanh nhẹn bê bữa sáng lên, đồng thời cũng thay luôn quần áo đi làm, còn mở túi ra kiểm tra ví tiền và chìa khóa cần mang. Khang Kiếm nhíu mày. Bữa sáng hình như đơn giản hơn nhiều so với mọi ngày, chỉ có một bát cháo và một lát bánh mì. Bạch Nhạn, đây là thẻ lương của anh, em cần tiền thì cứ rút trong này. Password là 6 số cuối trong chứng minh thư của anh. Khang Kiếm đặt một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn. Vâng, anh cứ để trong ngăn kéo phòng làm việc, cần dùng em sẽ lấy. Nhưng sếp ơi, bóng lộc của anh có ở hết trong đây không? Bạn Nhạn cười. Nếu anh lập quỹ đen, làm chuyện xấu sau lưng em sẽ khóc đó. Nói tới khóc, mặt cô liền xị xuống, môi chề ra hết sức tội nghiệp, ghé sát vào mặt anh để anh nhìn cho rõ. Khang Kiếm đưa tay cốc lên trán cô. Em nghĩ quẩn gì vậy? Anh có cần phải làm những chuyện như vậy không? Khó nói lắm. Bạn Nhàn chớp hàm mi dài. Nếu hôm nào anh muốn mua quà gì đó để tạo cho em điều bất ngờ, tiền lại ở trong này hết, vậy anh phải ghi sổ nợ ở cửa hàng ư? Tức là em khuyến khích anh lập quỹ đen. Em mong chờ những điều vui bất ngờ, chớ không phải là điều bất ngờ đáng sợ. Bạn Nhàn húp hết chén cháo, không thèm lau miệng, nghịch ngợm cắn tay Khang Kiếm. Anh mà dọa em sẽ cắn chết anh. Khang Kiếm nhìn vết răng trên tay, phản ứng bản năng lại trỗi dậy. Anh thấy may mắn vì mình đang ngồi, nếu không, không biết phải giải thích thế nào đây. Bạn Nhàn mỉm cười đứng dậy, đến bên kia cửa chính thay giày. Sếp có xe riêng đưa đón, em thì không. Thôi em đi trước đây, để dàn bát cho anh giữa đó. Để anh đưa em đi. Khang Kiếm buột miệng. Thôi không cần đâu, em thích đi xe buýt. Đi xe buýt có thể gặp được giai đẹp, còn có thể đóng giả con nhà lành, liếc mắt đưa tình với giai đẹp. Bye bye. Một cái vẫy tay, một nụ hôn gió, người bèn đi mất. Bạch Nhạn. Khang Kiếm bật dậy, chạy ra ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phía dưới vọng lên. Anh sập cửa đánh rầm một tiếng. Rõ ràng là biết cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn vô cùng không thoải mái, chẳng biết làm thế nào. Tâm trạng không thoải mái ấy đeo đẳng đến khi anh bước vào văn phòng cũng không biết. Thật không hiểu cô vợ này của anh có ý thức được mình đã là vợ người ta rồi hay không. Không được, anh phải dạy dỗ cô mới được. Khang Kiếm cầm điện thoại lên, bấm số phòng phẫu thuật. Anh Khang ạ, đúng là vợ chồng son dính như sam, một phút không gặp tựa như ba thu rồi. Y tá khác nghe điện thoại nói đùa. Đợi một lát, tôi gọi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn, tới đây, ai mà ghét thế? Em đang chuẩn bị vào phòng mổ mà. Trong điện thoại vọng lên tiếng lẩm bẩm của Bạch Nhạn. Khang Kiếm tức giận hừ một tiếng. Cô lại dám chê anh. Sếp ạ, anh kiểm tra ấy à? Nhận ra giọng anh, Bạch Nhạn cười. Khang Kiếm hắng giọng. Hôm nay xe buýt có đến muộn không? Không, em còn đến sớm 10 phút đó. Vậy trên xe có gặp đồng nghiệp hay người quen không? Bạch Nhạn ngẩn người, bỗng bịt miệng cười. Sếp ơi, tội gì phải vòng vo vậy? Cứ hỏi thẳng em có gặp được giai đẹp không là được rồi. Hôm nay số em đỏ, trái phải sau trước đều là giai đẹp. Nhưng mà giai đẹp ngồi đằng trước không cao bằng sếp nhà em.
Da đẹp ngồi đằng sau, lông mày không đậm bằng sếp nhà em. Bên trái, mũi không thẳng bằng sếp nhà em. Bên phải, úi chà, anh Gia này đẹp trai hơn sếp nhà em nhiều. Khang kiếm cố nén cơn giận phút chốc muốn bùng nổ. À, nhưng mà đẹp thì đẹp, anh ta cũng đâu có đưa thẻ lương cho em tiêu. Suy đi nghĩ lại thì sếp nhà em cũng không đến nỗi tệ. Em đành nhịn vậy, không phóng điện với Gia đẹp nữa. Khang kiếm sắp tức nổ mũi rồi. Những lời dạy bảo vừa mới lên đến miệng, chỉ nghe thấy Bạch Nhàn ở đầu dây bên kia bỗng hít mạnh một hơi. Bác sĩ lắn. Điện thoại vội vàng cúp cái rụng. Sếp Khang, bí thư Tùng kêu anh. Khang kiếm đang suy nghĩ, không hiểu bác sĩ lãnh là người thế nào mà vợ anh sợ đến như vậy, thì Giản Đơn cầm một xấp văn kiện từ ngoài bước vào. Khang kiếm gác điện thoại, vội vã đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn. Văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn chỉ cách văn phòng của Khang kiếm một tầng lầu, nhưng mấy bậc thang này có những người cả đời cũng không leo nổi. Ông Tùng Trọng Sơn rất thân thiết, bảo thư ký rót trà cho Khang kiếm. Ân cần cùng anh ngồi xuống sofa, hỏi thăm sức khỏe của ông Khang Vân Lâm, lại than vãn về việc môi trường hiện nay tồi tệ ra làm sao. Tiếp đó, ông nói tới việc cải tạo thành phố mà Khang kiếm phụ trách. Tiểu kiếm à, dự án này rất lớn, quy mô lại rộng, cậu sẽ vất vả đó. Dự án lớn dễ lập thành tích, nhưng cũng dễ xảy ra sự cố. Có một số chủ đầu tư làm ăn mờ ám, việc gì cũng nhét phong bao, quả cáp, cậu phải đề phòng chuyện này. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của cậu, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn. Khang kiếm nhìn ông Tùng Trọng Sơn, ánh mắt ông Tùng Trọng Sơn rất lạ, tựa như dò xét, lại tựa như tán dương, tựa như quan tâm, lại tựa như trách móc. Thời gian Khang kiếm ở trên quan trường tuy không dài, nhưng cũng vẫn hiểu đôi chút về con cáo già đã nhiều năm lăn lộn trên quan trường Tùng Trọng Sơn này. Ông ta rõ ràng là đang nhắc nhở. Thực ra chắc chắn là đó có người xì xào kẻ tội ăn với ông ta. Ông ta gióng một hồi chuông cảnh báo, dòng kẻ cá của người bề trên, cũng là nể mặt ông Khan Vân Lâm. Trong lòng Khan kiếm bỗng chốc cảnh giác, nhưng trên mặt không để lộ điều gì. Cảm ơn bí thư Tùng, tôi sẽ chú ý. Ừ, tôi thích sự điềm đạm và năng lực của cậu. Tiểu kiếm này, tôi già rồi, sau này Tân Giang phải dựa vào những người trẻ như các cậu. Cố gắng nỗ lực, tôi đánh giá cao cậu. Ông Tùng Trọng Sơn cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi về bàn làm việc, như thế có nghĩa là tiễn khách. Khang kiếm cười cười, anh còn lâu mới xúc động trước câu nói này. Anh có thể đoán được, ông Tùng Trọng Sơn không chỉ nói câu này với một mình anh. Nghệ thuật lãnh đạo là ở chỗ đó, đối với ai cũng không được quá tốt hoặc quá xấu. Tay vung vẩy cà nô liêu nhưng không vứt ra, xoay cho mọi người quay mong mong mới là thú vui của họ. Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng của ông Tùng Trọng Sơn, Khang Kiếm đã thấy Lục Địch Phi đi ra từ phòng thư ký bên cạnh. Hai người gật đầu cùng đi xuống cầu thang. Văn phòng của Lục Địch Phi nằm ở khu đô thị mới, rõ ràng là anh ta được triệu đến. Sếp tìm cậu nói chuyện à? Lục Địch Phi lên tiếng trước. Khang kiếm bình thản nhếch mép. Cũng tìm anh nói chuyện. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Lục Địch Phi nhún vai. Tôi ghét nhất cái kiểu học chính trị ba hoa khoác lác. Tôi đã từ chối rồi, nhưng sếp vẫn không đồng ý. Nói tôi phải tập trung sức lực cho việc cải tạo thành phố. Trong đám thanh niên chẳng được ai, chỉ có mỗi tôi. Chẳng phải ra nước ngoài, đi lên tỉnh thì có nghĩa lý gì? Lòng Khang kiếm thoáng trùng xuống. Trước đó anh đã có nghe nói một suất đi học ở trường đảng trên tỉnh, không ngờ lại là Lục Địch Phi. Trên quan trường có một định luật, trước khi đề bạt ai, thông thường đều cho đi học để lấy tiếng. Chẳng lẽ chức thị trưởng xây dựng thành phố đã quyết định rồi? Tiền thể anh có thể về thăm bố mẹ luôn. Chuyện này cũng tốt mà. Chỉ sợ họ chẳng muốn gặp tôi. Khang kiếm, cuối tuần này đi bơi ở đảo Giang Tâm. Đưa cô nhóc nhà cậu đi. Tôi cũng dẫn người theo. Chỉ 4 người thôi, chơi cho thoải mái.
Nghĩ tới phải sống 2 tuần ở trường đạn chán chết ấy là tôi muốn phát điên. Cậu thấy sao? Khang Kiếm lưỡng lự một lát. Được, đến lúc đó đừng để thư ký lái xe, chúng ta tự hành động. Vậy thì cứ thế nhé. Lần này không ăn hải sản, chắc cho cô nhóc nhà cậu nửa đêm phải mò dậy gọi điện xin thuốc. Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm, ung dung đi xuống lầu. Khang Kiếm đứng ngây người ở ngoài cửa. Lần trước đi đảo Gian Tâm, Bạch Nhạn bị ốm sao? Lúc này, Bạch Nhạn đang ở trong phòng phẫu thuật, mặt thoắt tái thoắt đỏ. Không ngờ ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ phép lại đụng ngay Hàn Lưu Siberia. Y tá Bạch, rốt cuộc cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào không? Cô coi phòng phẫu thuật là nơi nào chứ? Hộp đêm, quán rượu, liếc mắt đưa tin, làm duyên làm dáng. Cô nhìn xem, bệnh nhân đã lên bàn mổ, thuốc tê đã tiêm rồi. Còn cô đang làm gì vậy? Đừng cho rằng đây là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng vẫn liên quan đến hạnh phúc sau này của bệnh nhân đấy. Cô đã coi trọng chưa? Ánh mắt của Lãnh Phong lạnh lẽo, không cho Bạch Nhạn cơ hội mở miệng mà bắn về phía cô như súng liên thanh. Gương mặt trắng bệch giống hệt như ông bố bác sĩ của đám ma cà rồng trong phim Chàng Vàng. Một số sự cố trong điều trị hoàn toàn có thể tránh được. Tại sao lại vẫn xảy ra? Chính là bởi vì những người không tôn trọng bệnh nhân, không có tinh thần trách nhiệm như các cô. Nếu cô không thích công việc này thì đi từ chức đi. Đừng có đứng ở đây, chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm thay. Muốn nói chuyện yêu đương thì đi ra ngoài, đừng cản trở người khác làm việc. Bạch Nhàn thật sự bị anh ta mắng cho muối mặt. Người này sao lại có thể chụp mũ bừa bãi như thế? Cô đâu có chỗ nào không làm tròn trách nhiệm. Chỉ nghe một cú điện thoại của sếp Khang nhà cô thôi mà. Bác sĩ Lãnh, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi. Việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật tôi đã làm xong hết. Bây giờ chẳng qua đang đợi thuốc tê phát huy tác dụng. Trong lúc này, tôi nghe điện thoại của người nhà không phải là sai. Cái gì gọi là sai? Gây hậu quả xấu, không thể cứu vãn mới là sai lầm đúng không? Điện thoại trong phòng phẫu thuật là để cô buôn chuyện gia đình à? Lãnh Phong lạnh lùng cau mày, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến đông cứng 3 tầng trời đất. Bạch Nhàn chớp mắt. Điện thoại trong phòng phẫu thuật dùng để liên hệ tình hình ca mổ, nhưng mà... Lãnh Phong xua tay, không nhưng nhị gì cả. Y tá trưởng đâu? Đổi người cho tôi. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhạn nghiêm lại. Bác sĩ Lãnh, anh bảo bây giờ tâm trạng tôi không ổn định, không thích hợp vào phòng phẫu thuật. Vậy sau khi anh gào rú một trận, tâm trạng của anh sẽ rất ổn định hay sao? Cô so với tôi. Lãnh Phong cười mỉa. Có gì mà không so được. Anh là bác sĩ, tôi là y tá. Đây là 2 nghề nghiệp khác nhau. Việc anh biết làm tôi không làm được. Việc tôi biết chưa chắc anh đã làm được. Vậy sao? Lãnh Phong trừng mắt nhìn Bạch Nhạn, chậm rãi nói. Thưa bà thị trưởng, cô muốn so với tôi vẫn còn non lắm. Hôm nay tôi vào phòng mổ thì phải đổi người. Cô vào phòng mổ thì tôi sẽ đi. Bạch Nhàn thiếu chút nữa là ngừng thở. Hai người cứ thế, anh lườm tôi lườm anh, không ai nhường ai. Kết quả đương nhiên là Lãnh Phong thắng thế. Y tá trưởng từ bên trong đi ra, xoa dịu tình hình, để Bạch Nhàn vào phòng nghỉ ngơi. Y tá trưởng đích thân vào phòng mổ phụ giúp bác sĩ Lãnh tiến hành ca mổ. Bạch Nhàn coi như được lĩnh giáo sự ngang ngược của bác sĩ Lãnh. Một mình ngồi trong phòng phẫu thuật, càng nghĩ càng tức. Lúc mổ xong, Lãnh Phong hất hàm, đi ngang qua phòng phẫu thuật như trốn không người, nói như cổ long. Nếu như cái ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Nhàn đã sớm bị anh ta băm vằm thành trăm mảnh. Một lát sau, chuyện này đồn khắp bệnh viện. Liễu Tinh chạy đến an ủi Bạch Nhàn đầu tiên, dỗi hơi mà bực, cứ coi như là bị chó cắn đi. Bạch Nhàn trợn mắt. Chó cắn thì tiêm phòng là xong, nhưng cơn giận này của mình khó tiêu lắm. Khó tiêu cũng phải tiêu, nếu không thì làm sao? Chúng ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp với hắn. Dù sao tên đó cũng là quái thai, cậu không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng.
đúng là đồ điên đáng sợ, vân vân váo váo, ngang ngược vô lý. Viên trưởng cứ để mặt hắn làm bậy sao? Bạch Nhạn nghiến răng. Làm thế nào được, hắn là chuyên gia, đem lại lợi ích đáng kể cho bệnh viện. Trong tháng này, mỗi ngày khoa tiết niệu đều có mấy ca mổ. Chuyên gia thì có gì là ghê gớm? Thôi được rồi, tối nay đến nhà mình ăn xỉu cảo cho nguôi giận. Liễu Tinh hùa với Bạch Nhạn chửi Lãnh Phong vài câu, vuốt ngực Bạch Nhạn với vẻ thông cảm. Cậu biết làm sủi cảo? Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh như nhìn người ngoài hành tinh. Liễu Tinh cười khúc khích. Ông xã mình biết, chẳng phải dọn đến nhà mới sao? Đồng nghiệp ở trường anh ấy nói muốn đến tham quan, cậu cũng đi nhé, đề phòng bọn họ súng lại bắt nạt mình. Đến lúc đó cậu phải bảo vệ mình. Bạch Nhạn bật cười. Trên đời này người dám bắt nạt cậu còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà mình cũng muốn đến thăm nhà mới của cậu. Thăm nhà mới của mình xong, lần sau đến thăm cung điện nhà cậu. Bạch Nhạn rũ rũ tóc. Được thôi. Hết giờ làm việc, Liễu Tinh liền đến đợi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gọi điện cho Khang Kiếm, nói đến nhà đồng nghiệp ăn cơm. Khang Kiếm bảo anh đang ở ngoài, không nói thêm gì khác. Trên đường đi, Liễu Tinh lại mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn chín. Tối nay có bao nhiêu người đến ăn? Chỉ có mấy tên độc thân và mấy nàng ế chồng, không quá 10 người. Nếu không, cái tổ của bọn mình cũng không chứa nổi. Nhà mới của Liễu Tinh nằm giữa trường Nhất Trung và bệnh viện, cũng không xa. Một tòa nhà chung cư có vẻ hơi cũ. Liễu Tinh ở tầng 3, căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hai người vừa vào cửa, Lý Trạn Hạo, ông xã của Liễu Tinh đang bận rộn ở trong bếp. Hình như cũng không phải lành nghề. Gian bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng toàn là đồ. Anh quấn một cái tạp dề quanh cổ, dạm người trên bàn cán bột. Các người trông như được đắp bằng bột, đang cố gắng tác chiến. Hiệu quả không rõ rệt lắm. Ông xã, Liễu Tinh ngọt ngào như thiếu nữ, vượt bao gian nan nhào tới, hôn một cái thật kêu. Lý Trạch Hạo ngẩng đầu, lau mồ hôi, nhìn thấy Bạch Nhạn cười hiền lành. Bạch Nhạn đến rồi à? Em vào phòng khách ngồi đi, ăn xong ngay đây. Bạch Nhạn mím môi cười, trêu chọc nhìn anh. Anh chắc chứ? Bột mì còn đan vón cục, lúc nào mới cán thành vỏ? Rau và thịt chất đống ở đấy lúc nào mới thành nhân? Nhân và vỏ bánh lúc nào mới thành đồ xỉu cáo là một ẩn số. Nhưng Bạch Nhạn rất khâm phục dũng khí của hai vợ chồng Liễu Tinh. Mình tin ông xã mình nhất định sẽ làm được. Ăn sủi cảo chỉ là cái cớ. Nhiệm vụ chính là tham quan nhà mới của bọn mình. Vui vẻ là được rồi. Liễu Tinh triệt để tân bốc ông xã. Đúng thế, đúng thế. Lý Trạch Hạo gật đầu lia lịa. Thôi nào, để em. Bạch Nhạn hăng hái sắn tay áo lên làm việc nghĩa. Anh đưa tạp dề cho em. Liễu Tinh dọn bếp. Thầy Lý thái rau, em cán bột. Không giúp một tay, chỉ sợ sớm muộn gì cũng chết đói. Tốt quá, tốt quá. Lý Trạch Hạo như được giải cứu, cảm động rơi nước mắt tháo tạp dề ra. Liễu Tinh nịnh nọt bộ tạp dề cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn lườm cô. Bây giờ mình đã hiểu cái cậu gọi là bảo vệ có ý nghĩa là gì rồi. Liễu Tinh gian mãnh ôm lấy Bạch Nhạn. Mình biết Nhạn thương mình, Nhạn là tốt nhất. Đừng có nịnh, làm việc đi. Bạch Nhạn gầm lên. Liễu Tinh và Lý Trần Hạo ngoan ngoãn nghe lời. Người đông sức mạnh lớn. Chỉ một lát, vỏ bánh xếp từng chồng, nhân nằm trong bát. Ba người bê ra phòng khách, vừa nàn sủi cảo vừa xem tivi. Có người gõ cửa. Lý Trần Hạo bật dậy ra mở cửa. Liễu Tinh và Bạch Nhạn cũng đứng dậy đón khách. Một đám nam nữ ào ào tiến vào chật nhà. Hai phòng ngủ, một phòng khách ngay lập tức, cảm thấy không kham nổi. Lý Trần Hào dẫn đồng nghiệp nam ra ban công ăn hoa quả, gặm dưa chuột, hút thuốc. Mấy đồng nghiệp nữ xung phong ở lại giúp nàn sủi cảo. Cửa vẫn hơi hé. Liễu Tinh đi tới đóng cửa. Lý Trần Hào ngăn cô lại. Đừng vội, Y Đồng Đồng còn chưa lên đâu. Đến đây, đến đây. Giọng nói ngọt ngào, một người đẹp tóc dài từ ngoài bước vào.
nắng rọi nhà chăn. Liễu Tinh nhìn người đẹp, than thầm trong bụng. Oan gia ngõ hẹp, Mặt Nhạn nhìn người đẹp, nực cười nhắm mắt lại. Đây là cô giáo mỹ thuật ở trường bọn ăn, Y Đồng Đồng, cũng là hoa khôi trường ăn đấy. Ly Chặt Hạo tươi cười giới thiệu. Y Đồng Đồng mỉm cười duyên dáng, ngẩng đầu lên bắt gặp Bạch Nhạn ngây người ra, nụ cười biến thành vẻ mỉa mai. Chào mọi người. Giọng điệu và thần thái đều giống như một nàng công chúa ở trên cao, biểu hiện rất thân thiết với dân chúng đang ngắm nhìn nàng. Người đông rồi, phải nhường phòng khách cho mọi người dán bài. Chiến trường sủi cảo lại đi rời vào phòng bếp. Ông xã, thế nào là hoa khôi? Liễu Tinh đóng cửa phòng bếp, tự nhiên quay người lại, hung hăng nhìn Lý Trạch Hạo. Anh xem lúc anh vừa giới thiệu, cười ngọt như mật ấy. Lý Trạch Hạo giơ tay lên. Bà xã minh xét, ông xã em đối với em trung thành tuyệt đối, một dạ sắc son. Không phải anh cười giả lả, mà là mỉm cười lịch sự. Anh cam đoan anh chưa từng mơ tưởng đến cô hoa khôi đó chứ? Đâu có, đâu có. Anh có vợ ở nhà, rất hạnh phúc, rất biết thỏa mãn, rất trân trọng. Anh chưa từng làm chuyện thừa con voi còn đòi tiên. Nhưng bà xã à, em đừng có lo bò trắng răng. Cô giáo Y là hoa đã có chủ rồi. Đang vừa nặng sủi cảo vừa nén cười xem kịch, Bạn Nhạn ngẩng đầu lên. Cô giáo Y của anh có một người yêu rất xuất sắc, rất yêu cô ấy. Nếu không tặng quần áo thì tặng hoa, tặng đồ trang sức. Mấy hôm trước còn mua cho cô ấy một căn hộ ngay bên cạnh khách sạn Hoa Hưng, là căn hộ kiểu ư cực kỳ đắt tiền. Anh ghen à? Liễu Tinh dữ dằng nói. Anh đâu có. Tai Bạn Nhạn bỗng ù đi. Đột nhiên cô thấy rất chán trường, không kìm được hét lớn. Hai người có thôi đi không? Có muốn làm sủi cảo nữa không hả? Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt nhìn cô thì thào. Xin lỗi, bọn mình sai rồi. Lô xỉu cảo số phận long đong cuối cùng cũng được đưa ra sân khấu trước những cặp mắt chờ đợi. Tay nghề của Bạch Nhạn thật không hổ danh. Vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị thơm ngon. Từng chiếc sủi cảo như những chú lợn con nằm trên chiếc đĩa in hoa, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta ứa nước miếng. Một đám trai thừa gái ế ăn ngán thức ăn canteen như bão táp, đánh sạch bát một đĩa sủi cảo to. Mấy đĩa đồ ăn sẵn Liễu Tinh mua về cũng chẳng còn là mấy. Liễu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn suốt buổi tối từ phòng bếp đi ra ngoài xả hơi. Nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, sững sờ á khẩu. Đây là đám đại hiệp từ núi nào xuống vậy? Ăn xong, một đám đàn ông ở lại tiếp tục chơi bài, chuyện gẫu. Đám phụ nữ vây quanh cái tivi, vừa xem vừa bàn luận bộ phim Gái Xấu Vô Địch. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về trước. Ông xã nhà tôi đã quy định nếu trước 10 giờ chưa trở về nhà, ông ấy sẽ truy sát. Bà Nhàn cười cười chào mọi người. Chị Bạch không chỉ là vợ hiền, mà còn là con ngoan nữa. Mọi người trêu chọc. Quá khen, quá khen. Bà Nhàn bước ra cửa. Liễu Tinh đi theo định tiễn, cô liền quay sang chỉ vào đống bát chồng chất trong bếp. Tiểu thư à, chúng ta thân ai nấy lo. Liễu Tinh bật cười. Đi đường cẩn thận nhé. Bà Nhàn vẫy tay. Vừa mới bước xuống cầu thang, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp. Bà Nhàn nhướng mày với vẻ tinh nghịch. Sống cùng bà Bạch Mộ Mai hơn 20 năm, chẳng có chuyện lạ gì mà cô chưa từng thấy. Chẳng có người giỏi giang nào mà cô chưa từng gặp. Cô đã luyện được bí quyết gặp nguy không hờn từ lâu. Y Đồng Đồng chỉ là chuyện vặt. Bạch Nhạn. Y Đồng Đồng thở dốc đuổi theo. Tối hôm nay cô ta luôn liếc trộm Bạch Nhạn. Chi tiết phần lớn thời gian Bạch Nhạn đều ở trong bếp. Bạch Nhạn quay lại vờ ngạc nhiên. Ô cô giáo Y, chị cũng về đấy à? Ờ, không muốn chơi nữa, chẳng có thú vị gì. Y Đồng Đồng ngắm nghía đánh giá Bạch Nhạn. Nhìn thẳng là bình tĩnh, nhìn nghiêng là điềm tĩnh. Trong lòng cô ta không khỏi hờ vực. Người phụ nữ này hoặc là lòng dạ khó lường, hoặc là kẻ ngớ ngẩn.
Bạch Nhàn lại quay người. Hai người cùng đi về phía nhà chờ xe ở đối diện tiểu khu. 9 giờ hơn một lúc, không sớm cũng không muộn, nhưng dù là xe buýt hay taxi cũng chẳng còn nhiều. Bạch Nhạn, không ngờ chúng ta lại trùng phùng nhanh như vậy. Y đồng đồng hắng giọng, vào thẳng vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là một kiểu tự tin không coi đối phương là gì. Cô vẫn ổn chứ? Chỉ muốn tôi ổn hay không ổn? Bạch Nhạn luôn cảm thấy mình là cầu thủ thiên tài, kỹ thuật chuyền bóng khá cao. Cô thản nhiên quay lại. Y đồng đồng vẫn nén được giận, cười nhã nhặn, rất biết kiềm chế. Thật ra cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng được. Cô ta ra vẻ thương cảm vô ngần. Bây giờ chắc cô hối hận rồi chứ? Hối hận cái gì? Ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ. Người Khang Kiếm yêu không phải là cô, mà là tôi. Cùng lắm cô chỉ là công cụ để anh ấy lợi dụng thôi. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị. Cảm giác bị ruồng bỏ có dễ chịu không? Chị Y, chị đố kỵ với người ta cũng đừng chua ngoa như thế. Thật ra việc tôi lấy Khang Kiếm đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mọi người thường ý nhị che giấu cảm xúc, kép bộc lộ ra ngoài như chị quả thực không có. Tôi rất tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại. Ha ha, nói một cách hư vinh thì cảm giác làm quan bà thật tuyệt. Y đồng đồng dễ dàng bị lời nói chậm rãi của Bạch Nhàn chọc cho tức điên. Đó chỉ là tạm thời thôi. Huống chi cô cũng chỉ được cái vinh quang bề ngoài. Trái tim Khang Kiếm không hề đặt vào cô. Cô là loài sâu bò đáng thương chính hiệu. Bạch Nhàn cười tươi. Chị Y, nếu tôi đáng thương, vậy các người đang chằm chằm nhìn vào cái thân phận Khang phu nhân của tôi chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nếu chị nói hôn nhân của người khác là tạm thời, tôi có thể thử đi tìm hiểu. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi và Khang Kiếm chắc chắn sẽ thiên trường địa cửu. Khang Kiếm là người thế nào? Bây giờ là trợ lý thị trưởng Tân Giang, sắp tranh chức thị trưởng xây dựng thành phố, sau đó tới nhậm chức ở ban ngành nào đó của tỉnh. Tiền đồ thanh thang. Nhưng chỉ cần anh ấy có vụ scandal hay là nhà cửa lục đục thì tiền đồ của anh ấy sẽ trở nên tăm tối, nói không chừng lại đứt gánh giữa đường. Nếu chị thật sự là người bạn tốt gì gì đó của Khang Kiếm thì nên biết Khang Kiếm là người thông minh, quả quyết lý trí, trầm tĩnh. Anh ấy sẽ không chơi trò vợ chồng ấu trĩ, thỉnh thoảng chơi bời thì còn có thể. Giả dụ người anh ấy yêu là chị, nhưng vợ anh ấy vẫn mãi mãi là tôi. Trong trái tim người đàn ông, từ trước đến nay, sự nghiệp luôn lớn hơn tình cảm. Nói xong, Bạch Nhàn bao dung đồ lượn hất cầm lên, hai lúm đồng tiền lấp ló. Vẻ kiêu căng tự mãn của y đồng đồng như gặp một cơn mưa lạnh, tan sạch trong nháy mắt. Gương mặt xinh đẹp thoắt tái thoắt đỏ. Không thể không thừa nhận, lời Bạch Nhàn như một con dao thọc vào cái mạn sườn cô ta, đau điếng. Rất lâu trước đây, Khang Kiếm đã từng nói, ngoài hôn nhân, những thứ khác đều có thể cho cô. Nhưng cô không cần cái gì khác, cô chỉ cần hôn nhân. Bọn họ yêu nhau, chia tay rồi gặp lại, lửa tình bùng cháy, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Bất luận tại sao Khang Kiếm lại cưới tôi, cưới thì cũng đã cưới rồi, đó là sự thật. Có thể chị và anh ấy thật sự đã từng có chuyện xưa gì đó. Tiếc là người có tình thường không thể trở thành người một nhà. Bạch Nhoạn xòe hai tay, cười với vẻ bất lực, trong lòng chua xót. Bản thân cô chẳng phải cũng thế sao? Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến. Một là hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít. Còn ở trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm. Cô có muốn biết Khang Kiếm yêu tôi đến mức nào không? Y đồng đồng đau tới mức đầu óc trống rỗng, phản kích theo bản năng. Bạch Nhàn phối hợp gật đầu. Muốn chứ? Không nói gì xa xôi, chỉ nói hiện tại. Hai người kết hôn chưa được một tuần, thì hai đêm anh ấy ở bên tôi. Còn có một buổi chiều, chúng tôi ở trong phòng uống cà phê, nghe nhạc, nói về những chuyện mình yêu thích.
Việc này cô giải thích thế nào? Hay da, bà Nhàn thở dài. Cô giáo y, thảo nào chị phải học mỹ thuật. Môn toán của chị chắc chắn không giỏi. Một tuần có 7 ngày. Nói như chị thì vẫn là ở bên tôi nhiều hơn. Y đồng đồng nhìn Bạch Nhạn, lại một lần nữa cứng lưỡi trước câu nói kinh người của cô. Dù là như vậy, tôi vẫn muốn yêu Khang Kiếm, cho dù có kết quả hay không. Y đồng đồng quả quyết nói. Bạch Nhạn gật đầu. Nhìn thấy một chiếc taxi đi tới, cô giơ tay lên vẫy. Ừ, yêu không có lỗi, yêu đi. Tôi đồng ý. À, xe đến rồi, tôi đi trước. Khang Kiếm ở nhà chắc sốt ruột lắm rồi. Y đồng đồng trơ mắt nhìn Bạch Nhàn bỏ đi. Cô còn rất nhiều điều chưa nói xong mà. Người phụ nữ kia sao có thể bỏ đi? Rõ ràng Khang Kiếm không hề yêu cô ta, nhưng lại sống cùng một mái nhà với cô ta. Thật đáng căm hận. Cô bưng mặt ngồi thụp xuống, khóc nấc lên. Bạch Nhàn lên xe, mệt mỏi nhìn về phía sau. Gió đêm man mát thổi lòa xòa mái tóc, thổi rối loạn tâm tư. Y đồng đồng khóc rồi. Cô bất giác giơ tay lau mặt. Mặt cô vẫn khô. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Còn khóc được. Tính ra cũng không phải là quá đau khổ. Đau khổ thật sự là không có nước mắt. Chỉ nghe thấy tiếng tim nức thành từng mảnh. Bi thương như thủy triều dâng lên từ gót chân đến đỉnh đầu. Muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng. Đời bao nhiêu năm nay, chính là muốn đời một cuộc hôn nhân chung sống tới bạt đầu răng long. Nào ngờ ông trời trêu ngươi. Thật ra cô đối với Khang Kiếm cũng không phải là quá yêu, chỉ là cảm thấy rất thất vọng. Rất thất vọng. Đứng dưới tòa nhà của chính mình, Bạch Nhàn phút chốc muốn nhảy lên xe. Đi đâu cũng được. Đi đâu đây? Cô vẫn lê đôi chân nặng trĩu bước lên cầu thang. Bạch Nhạn, từ trước tới giờ chính là một con rán đánh mãi không chết. Là thật, sao cửa lại mở? Bạch Nhạn ngây người. Bạch Nhạn, không nhận ra nhà mình sao? Khang Kiếm mở rộng cửa. Anh mặc một chiếc quần short kiểu bãi biển và áo t-shirt, trông rất trẻ trung. Bộ đồ này là cô mua cho anh. Bạch Nhạn ngước mắt nhìn vẻ mặt Khang Kiếm đang muốn giấy binh hỏi tội, đột nhiên muốn cười. Người đàn ông yêu thương y đồng đồng tha thiết như lời cô ta nói, lại đan đời cửa cô. Tình yêu này đúng là quá mỉa mai. Hay là nói tình cảm của sếp Khang bao la rộng lớn. Ở ngoài ôm bồ nhí, về nhà vẫn ôm vợ như thường. Người giỏi thì trên lĩnh vực nào cũng đều xuất chúng. Thật muốn quan tâm hỏi han vài câu. Sếp ơi, anh có mệt không? Sếp đang đợi em à? Bạch Nhàn tháo đôi giày cao gót, thả người trên sofa, nũng nịu nói. Em mệt quá à? Khang Kiếm đứng trước mặt cô như thần hồ mệnh, lông mày xoăn tít. Chơi gì mà giờ này mới về? Đã 10 giờ rồi. Hay, e biết làm sao được. Bị một người đẹp kéo lại nói vài câu. Sếp à, em muốn uống cái đó. Bạch Nhàn ánh mắt sắc lẻm, đã nhìn thấy trên bàn có nước trái cây pha sẵn. Tối nay bão to rồi, sếp Khang nhà ta lại vào bếp nấu canh, cảm động quá. Khang Kiếm cau mày rót cô một cốc. Có gì mà nói chứ, chẳng chịu xem đồng hồ. Em, từ từ thôi, có ai uống chanh với em đâu. Anh lấy ngón tay quẹt một giọt nước đỏng bên khóe môi cô. Em khát quá. Bạch Nhàn uống một hơi cạn sạch cốc nước trái cây. Sếp à, có phải anh đang lo cho em không? Cơ mặt Khang Kiếm giật giật, cau có lườm cô. Bác sĩ Lãnh là ai? Bạch Nhàn khoát tay. Một cơn hàn lưu Siberia. Một tên khùng biến thái. Đừng nhắc tới hắn ta, nhắc tới là em tức. Sếp à, nếu em đánh nhau với người ta, anh có giúp em không? Khang Kiếm đỡ cái cốc trong tay cô. Em biết đánh nhau à? Biết chứ. Hồi nhỏ em toàn đánh cho bọn con trai khóc tùm lum đấy. Em lời hài thật. Cần gì anh phải giúp? Bạch Nhàn toét miệng. Vậy
Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Nói cho anh biết, em không biết bơi đâu đấy. Đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý từ xưa tới nay của các bà vợ với các ông chồng. Không ngờ Khan Kiếm bỗng đứng phắt dậy, sầm mặt xuống, mỉa mai nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, toàn thân như được bọc trong một lớp màn bảo vệ. Câu này không khó, cứu ai trước cũng được, tốt xấu gì cũng trả lời đi chứ. Bạn Nhàn chớp mắt thắc mắc. Không biết bơi, cuối tuần này đi đảo Gian Tâm, anh dạy em. Khang Kiếm ném một câu, quay người đi lên lầu. Cửa phòng làm việc đóng sập lại, mạnh tới mức bà nhà ở dưới nhà dùng cả mình. Dạy cô bơi, ý là nếu rơi xuống nước, cô phải tự báo trọng, tự lực cánh sinh, anh sẽ cứu mẹ anh. Bà nhà cười răn mãnh, đã nói rồi, đây là chuyện thường tình. Trong lòng ai, mẹ vẫn là quan trọng nhất. À, cô thì không. Nếu ba mặt mộ mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô sẽ chỉ cố gắng bơi vào bờ, không lo lắng chút nào cho bà, bởi vì sẽ có một lũ đàn ông chen nhau nhảy xuống cứu bà ấy. Vị trí của cô trong lòng bà mặt mộ mai tuyệt đối chẳng nặng hơn bao nhiêu so với một cái áo khoác thời trang đắt tiền. Lúc nhỏ, bà mặt mộ mai đưa cô về ở nhà bà ngoại ở quê ăn Tết. Nhà bà ngoại vẫn còn đun bếp củi kiểu cũ. Bạn mồ mai ngồi trước bếp, bà ngoài đang hấp bánh bao trên bếp, còn cô chơi ngoài sân thóc. Nếu không quá tháng, phá thai ảnh hưởng đến tính mạng, còn sẽ chẳng sinh nó ra, lại còn là một con nhóc nữa, cho cũng chẳng ai thèm. Đúng là nặng nợ, không biết bao giờ mới vất đi được. Ánh lửa trên bếp lò hắt lên khuôn mặt diễm kiều của bà bạn mồ mai, lúc trắng lúc đỏ, tựa hoa đào tháng 3. Bà ngoại nói gì cô không nghe thấy. Cô nhìn đồng ruộng mênh mông phía xa xa, cười khanh khách một mình. Một giọt nước mắt không an phận lăn xuống gò má. Bà Nhạn gạt đi, đứng dậy. Đừng nghĩ lung tung, đi tắm rồi đi ngủ thôi. Ngày mai là một ngày hoàn toàn mới. Cuối tuần trời rất đẹp, đất nước và nhân dân đều rất ổn. Trên báo chí và trên mạng đều không xuất hiện hai chữ thiên tai hay chiến tranh. Thiên hạ thái bình. Tâm trạng của bạn Nhàn cũng rất tốt. Sáng sớm tỉnh dậy sắp xếp hành lý. Lần này đi đảo Gian Tâm không giống lần trước. Lần trước là mùa đông, có thể cố ở một đêm. Nhưng giờ đã vào hè. Khang Kiếm nói sẽ ở lại đó hai đêm. Những thứ cần mang theo không thể thiếu. Bạn Nhàn kiếm lại từng thứ một. Quần áo để thay, đồ vệ sinh cá nhân, áo ngủ, dép lê, sau đó bắt đầu đóng gói. Dưới đáy túi đã nhét trước một bộ áo tắm hai mảnh, mảnh trên màu vàng da báo buộc dây, mảnh dưới là quần áo màu xanh da trời, bên ngoài có váy cùng màu.